bốn bài hát thiếu nhi của Việt Nam đã được remix cùng đối đầu với nhau thì sẽ như thế nào? Nhớ lắm, buồn sao được, trường mầm non thân yêu. Tani nó mới nói đây là đồng tiền chân thật, dầu chỉ có thôi kèn to to tay đây là bạn bè thôi to to tiền đi có anh nào muốn chơi tối đi ba không ba nào bốn.